Thế nào là thông minh kiểu Việt Nam và Trung Quốc? Nhiều người Việt Nam và Trung Quốc có cùng một suy nghĩ giống nhau, đó là hay cười nhạo người phương Tây ngu ngốc, không hiểu chuyện đời, não không có nếp nhăn và bản thân họ lấy làm tự mãn. Vậy rốt cuộc thông minh kiểu người Việt Nam và Trung Quốc là như thế nào? Gần đây, một kênh truyền thông New Zealand đã đăng một bài viết nói về thông minh kiểu Trung Quốc và nhận được sự chú ý của đông đảo người sử dụng Internet. Tác giả bài viết tự nhận là người Hoa đã nhận định rằng thông minh kiểu Trung Quốc chính là không màng trắng đen hay thị phi, không cần biết thật giả hay đúng sai, có sơ hở liền lách vào, có tiện nghi liền chiếm lấy. Thông minh kiểu Trung Quốc chính là không màng chính nghĩa hay tà ác, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bảo hộ bản thân mà làm trái lương tâm. Thông minh kiểu Trung Quốc chính là để cho người khác phải phó suất và gặp nguy hiểm, còn bản thân mình những gì 10 phần có lợi sẽ giành lấy hết. Kỳ thực, thông minh kiểu Trung Quốc chính là không nói đến thành tín, ức hiếp người thiện lương, chính là các giá trị đều đã đảo lộn, không xét đến quy tắc. Nhiều người Việt có người thân là Việt kiều Mỹ có thể nghe câu chuyện về việc hàng hóa sau khi mua ở Mỹ có thể được trả và lấy lại tiền mà không cần phải giải thích lý do. Vì vậy, nhiều người khi chuẩn bị tham dự một sự kiện nào đó liền đến mua một bộ quần áo, sau khi tham dự sự kiện xong rồi lập tức mang trả lại quần áo để lấy tiền về. Hệ thống bán hàng ở Mỹ còn có một chính sách đáng chú ý, đó là Price Match. Với chính sách này, nếu bạn mua một sản phẩm, sau đó chứng minh được sản phẩm này bán giá rẻ hơn tại cửa hàng nào khác, thì có thể được mua sản phẩm với mức giá tương đương với mức giá mà bạn tìm thấy. Do vậy, có một số người khi đi mua hàng với giá đắt hơn những nơi khác, họ không hề mặc cả, mà lại chọn những màu sắc hay kích cỡ mà ở các cửa hàng khác không có. Sau đó, khi tìm được cửa hàng nào đó có mức giá rẻ hơn thì sẽ mang hóa đơn quay lại nơi mua hàng để được giảm giá. Những người này dương dương tự đắc với hành vi của bản thân, đi đến đâu cũng tự cho rằng bản thân mình thông minh, thậm chí còn đặt câu hỏi sao những người khác quá ngu ngốc, không biết lợi dụng kẽ hở này. Coi việc chiếm tiện nghi của người ta là thông minh, coi gian xảo là có năng lực lớn, mọi giá trị dường như bị đảo lộn. Bài viết của tác giả người Hoa trên truyền thông New Zealand còn liên hệ đến tỷ phú Warren Buffett. Rất nhiều nhà đầu tư hỏi về tiêu chí chọn đầu tư cổ phiếu của ông Warren Buffett và thông thường ông hay nhấn mạnh rằng ông rất coi trọng sự thành tín của giám đốc điều hành công ty. Nếu không phải công ty làm ăn chân chính, ông nhất định sẽ không lựa chọn đầu tư. Với ông, lợi nhuận không phải là yếu tố hàng đầu mà là chữ tín. Một người Hoa đưa đứa con nhỏ mới 3 tuổi đến Mỹ du lịch và ở tại nhà người thân. Người nhà đã đưa cho người Hoa này một chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ nhỏ và nói, ở đây quy định trẻ nhỏ khi đi xe nhất định phải dùng loại ghế này. Tôi đưa cho anh dùng, nhưng vì là ghế đi mượn nên anh phải giữ gìn cẩn thận, vì chúng ta phải trả lại cho người ta. 2 tuần sau, khi không dùng xe ô tô nữa, chiếc ghế này được đem trả lại cửa hàng. Người bán hàng không hỏi lý do tại sao, chỉ đơn giản là đưa đủ số tiền cho người trả hàng. Người nhà liền tự hào nói, các cửa hàng ở Mỹ đều như vậy, nếu mua hàng trong vòng 2 tuần thì đều có thể mang hóa đơn đến và trả lại. Do đó, chúng tôi thường đến đây mượn một số đồ đạc. Nhiều người đại lục thậm chí còn mượn cả tivi. Anh nói xem, người Mỹ có ngốc hay không cơ chứ? Trả lại hàng vô điều kiện, đúng là sơ hở quá lớn, vậy mà họ còn chẳng biết đến điều đó. Một năm sau, người Hoa này đến Nhật Bản. Một số bạn bè đồng hương Nhật Bản đã tiếp đón và dùng ô tô để đi lại. Người Hoa này hỏi, Tokyo đất chật người đông, có phải là rất khó đỗ xe không? Người đồng hương trả lời, không nghiêm trọng như vậy đâu. Chính phủ quy định cần có chỗ để xe trước, rồi sau đó mới được phép mua xe.
Vì vậy mà không có nhiều xe như anh nghĩ đâu. Ồ, vậy tức là anh có một bãi đỗ xe riêng sao? Chắc là phải đắt đỏ đến mức cắt cổ, có đúng không? Anh nghĩ là ai cũng ngốc giống người Nhật Bản sao? Muốn mua xe thì trước tiên đi thuê một chỗ đỗ ở bãi đỗ xe. Sau khi mua xe xong thì trả lại chỗ đỗ xe đó. Vậy chẳng phải vấn đề được giải quyết hay sao? 2 ngày sau, một số bạn bè người Nhật đến đưa người Hoa này đi chơi. Họ đi bộ hoặc là đi bằng tàu điện ngầm. Những người bạn Nhật phân trần rằng Tokyo mua xe thì dễ, nhưng tìm chỗ đỗ xe thì không dễ dàng gì. Do đó, anh chịu khó đi tàu điện ngầm vậy nhé. Người Hoa này lập tức truyền cho anh ấy cách giải quyết vấn đề. Không ngờ rằng anh ấy đã không ngộ đạo mà còn dửng dưng nói. Nếu muốn lợi dụng sơ hở thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như mẹ tôi sống ở quê, nếu muốn thì có thể dùng hộ khẩu cũ là mua xe được. Nhưng thực tế thì tôi định cư ở Tokyo, không có chỗ đỗ xe mà lại mua xe. Vậy thì những người hàng xóm sẽ nhìn mình như thế nào? Lái xe đi làm, tôi phải đối diện với đồng nghiệp ra sao? Cấp trên và những người đàng hoàng sẽ không làm như vậy. Cơ chế trả lại hàng vô điều kiện ở Mỹ và những quy định đầy lỗ hổng ở Nhật đều được xây dựng trên cơ sở tín nhiệm. Nếu sự tín nhiệm sụp đổ thì xã hội cũng sẽ có thể sụp đổ. Do đó, ở xã hội phương Tây, người ta có thể tha thứ cho các chính trị gia làm sai, nhưng không thể tha thứ cho những chính trị gia nói dối. Nếu chúng ta giả đổi thành thật, thật cũng giả, mỗi người đều hư hư thực thực, thì toàn xã hội sẽ vận hành trên cơ sở hoài nghi. Tư duy ảnh hưởng đến hành vi, mà hành vi của mỗi cá nhân sẽ ảnh hưởng rộng ra đến dịch vụ kinh doanh và vận hành xã hội. Khi đi tàu điện ngầm tại Rome, bạn sẽ phát hiện rằng có máy bán vé nhưng không có soát vé. Chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ lắm phải không? Làm thế này làm sao kiểm soát được hành khách lên tàu có mua vé hay không? Vận hành tàu điện ngầm thế này chẳng phải sớm muộn gì cũng bị lỗ hay sao? Đây chính là cách nghĩ quen thuộc của chúng ta, luôn liên tưởng đến mọi việc theo kiểu khôn vặt hoặc vì tham lợi nhỏ cho bản thân đối với người Ý mà nói. Nếu chúng ta hỏi câu này thì thật lạ kỳ. Đi xe làm sao có thể không mua vé cho được? Cách nghĩ, cách tư duy của hai bên quả có sự khác biệt lớn. Nếu như bạn thực sự muốn biết có thể đi tàu mà không cần mua vé hay không, thì câu trả lời là có thể. Hoàn toàn có thể lên tàu đi một vài trạm, nhưng phải đảm bảo không để cho giới quản lý ở Ý biết được. Nếu biết được, nhất định họ sẽ phạt bạn. Và sau này nếu bị phạt nhiều lần, có thể tạo thành tiếng xấu ở nước ngoài. Thật sự là cái được, không bỏ cho cái mất. Xây dựng tín nhiệm không dễ, nhưng điều này lại thực sự quan trọng. Mức độ tín nhiệm lẫn nhau càng cao, thì quản lý sẽ càng nới lỏng hơn. Nếu như đi đúng đường, thì sẽ không sợ phải đi xa. Nguồn linhhay.vn.